Chào các bạn, trong bài tình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo menu Navigation Tab trong Bootstrap. Đầu tiên các bạn hãy mở chương trình Dreamweaver lên, sau đó các bạn hãy vào lại website của các bạn. Trong website các bạn hãy mở lại trang menu tab. Đây là trang mà chúng ta đã thực hành trong các bài trước. Chúng ta đã tìm hiểu qua thành phần na để chúng ta tạo menu dạng tab trong Bootstrap. Bây giờ các bạn hãy review lại trang này. Trong các bài hình trước, chúng ta có tìm hiểu qua đối tượng na trong Bootstrap để chúng ta tạo menu dạng tab. Ví dụ bạn thấy trong menu này chúng ta có 4 tab: tab trang chủ, tab giới thiệu, tab sản phẩm và tab dịch vụ. Và chúng ta đã tạo nhiều dạng menu tab, ví dụ là menu na dạng tab và menu na tab dạng build. Ví dụ chúng ta muốn là khi chúng ta bấm vào mục giới thiệu là nó phải hiện ra nội dung của mục giới thiệu bên dưới này. Khi chúng ta bấm vào mục sản phẩm, nó phải hiện nội dung của mục sản phẩm bên dưới đây. Ví dụ khi chúng ta bấm vào dịch vụ, nó sẽ hiện ra nội dung của mục dịch vụ nằm bên dưới này. Còn khi chúng ta thiết kế menu tab theo dạng như vậy, khi chúng ta bấm vào giới thiệu, nó sẽ ra nguyên trang giới thiệu luôn. Chúng ta bấm vào menu sản phẩm, nó sẽ hiện ra trang sản phẩm. Còn bây giờ chúng ta muốn là chúng ta cũng sẽ tạo menu dạng tab, nhưng nội dung sẽ hiện bên trong cùng một trang web luôn. Trong bài học hôm nay là chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về đối tượng na trong Bootstrap để chúng ta tạo menu dạng Navigation Tab. Bây giờ các bạn hãy lấy trang menu tab này, các bạn select thành trang menu tab dạng navigation. Trong bài tập hôm nay là chúng ta sẽ tìm hiểu từ phần na để tạo menu dạng navigation tab trong Bootstrap. Ở đây chúng ta xóa bớt chúng ta chừa lại một dạng thôi để chúng ta thực hành. Đầu tiên chúng ta sẽ có div class container. Chúng ta có tiêu đề H1 để chúng ta tạo tiêu đề cho trang web. Chỗ này chúng ta sẽ đặt tiêu đề cho trang web của chúng ta. Tạo menu navigation tab. Chỗ này chúng ta bỏ bớt một tiêu đề H1 đi. Chúng ta giữ một tiêu đề thôi. Trong đây chúng ta có một div với lát là con MD12, có nghĩa là phần tab của chúng ta sẽ bố trí bên trong lưới 12 cột. Và để tạo menu dạng tab, chúng ta sẽ sử dụng thẻ UL-UL với lát là na và na tab. Và trong đây chúng ta sử dụng các thẻ NLI để chúng ta tạo ra các mục trong menu. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ tạo ra một số mục như là chi tiết sản phẩm. Chúng ta tạo ra một bài viết. Ví dụ chúng ta tạo ra một hướng dẫn mua hàng. Và chúng ta tạo ra một bình luận. Mỗi một mục này nó sẽ là một liên kết. Do đó bạn thấy là chỗ này chúng ta có đặt thẻ A. Còn phần thẻ band last lificon này là chúng ta tạo icon cho các mục.
Cấu trúc này là trong các bài trước chúng ta đã học rồi, chúng ta tạo ra một dạng tab. Bây giờ các bạn lưu lại, các bạn chạy trang của chúng ta lại thử. Bạn thấy chỗ này là chúng ta sẽ tạo ra được 4 tab. Tab chi tiết sản phẩm. Chỗ này chúng ta đổi lại cái icon chỗ này. Chúng ta có tab chi tiết sản phẩm, tab bài viết, tab hướng dẫn mua hàng, tab bình luận. Chúng ta có 4 mục tất cả. Còn icon, các bạn muốn lấy icon nào cũng được. Vậy bạn thấy là chúng ta đã tạo được 4 tab. Ở đây, mục đích của bài hình hôm nay là chúng ta muốn sau này, ví dụ, khi chúng ta bấm vào xem chi tiết một sản phẩm, bên trong trang chi tiết sản phẩm chúng ta sẽ hiện ra 4 tab. Tab đầu tiên sẽ hiện ra nội dung chi tiết của sản phẩm này. Khi khách hàng người ta bấm vào tab bài viết, chúng ta sẽ hiện ra bài viết giới thiệu về sản phẩm này. Chỗ bài viết này, ví dụ chúng ta đổi lại, ví dụ là thông số kỹ thuật. Ví dụ sản phẩm của chúng ta ngoài bài viết, nó còn có thông số kỹ thuật. Ví dụ là chỗ này hiện chi tiết sản phẩm, bấm vào thông số kỹ thuật sẽ hiện ra thông số kỹ thuật của sản phẩm này. Bấm vào hướng dẫn mua hàng sẽ hiện ra nội dung hướng dẫn mua hàng. Bấm vào bình luận sẽ hiện ra nội dung bình luận. Có nghĩa là khách hàng người ta vào người ta bình luận sản phẩm của chúng ta thì nội dung của các bình luận này sẽ hiện bên dưới này. Đối với dạng menu Navigation tab này, chúng ta sẽ thấy được sử dụng rất là nhiều trong trang chi tiết sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thực hiện. Khi bấm vào một thông số kỹ thuật để hiện ra nội dung của nó thì đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị được nội dung của 4 tab này. Mỗi một tab sẽ có phần nội dung cho nó. Do đó là bây giờ chỗ này chúng ta sẽ tạo thêm phần nội dung. Hiện tại là chúng ta chỉ mới tạo được tab thôi. Chúng ta tạo tab trong thẻ UL và LI. Bây giờ để tạo phần nội dung, chỗ này chúng ta sẽ tạo ra một div với last là tab content. Tab content là nội dung bên trong tab. Chỗ này chúng ta sẽ tạo div với last là tab pen. Tab pen là mỗi một tab bên trong đó. Bây giờ chúng ta sẽ đặt nội dung vào bên trong này. Ví dụ trong này là nội dung chi tiết của sản phẩm. Còn nội dung chi tiết này là gì thì sau này chúng ta sẽ đưa vào đây. Hoặc là sau này khi chúng ta học tới phần web động, chúng ta sẽ viết một trang web dùng để lấy nội dung chi tiết của sản phẩm. Sau đó chúng ta sẽ include trang chi tiết sản phẩm vào bên trong tab pen này. Tab đầu tiên này là chúng ta muốn nó sẽ mặc định được chọn. Chúng ta sẽ chọn thuộc tính là active. Vì mặc định đầu tiên là chi tiết sản phẩm nó sẽ được chọn, có nghĩa là đầu tiên nó được chọn chỗ này. Do đó chỗ này mặc định chúng ta cũng sẽ chọn cái tab nội dung này là active lên, là được chọn. Ở đây chúng ta chuẩn bị được nội dung của một tab rồi. Bây giờ chúng ta có tổng cộng là 4 tab. Vậy là chúng ta copy cái này xuống. Tab thứ hai thì không có active. Chỗ này là nội dung chi tiết của thông số kỹ thuật. Có nghĩa là sản phẩm của chúng ta có thông số kỹ thuật nào. Vậy là sau này chúng ta sẽ xuất phần nội dung thông số kỹ thuật này vào bên trong tab này. Chúng ta tạo thêm một tab nữa.
tab này sẽ là nội dung hướng dẫn mua hàng. Và chúng ta có một tab nữa. Đó là tab hiện ra các bình luận. Ở đây thì chúng ta chỉ làm nội dung tỉnh thôi. Sau này khi các bạn học tới phần web động, ví dụ như là trong phần web lành nghề, thì chúng ta sẽ xích dữ liệu vào bên trong này. Vậy là chúng ta đã chuẩn bị được tổng cộng là 4 tab. Bây giờ các bạn review lại. Bạn thấy là mặc định nội dung của phần chi tiết sản phẩm là nó sẽ nằm xuất hiện ở tab đầu tiên. Khi chúng ta bấm vào tab thông số kỹ thuật, bạn thấy là nó chưa chuyển được nội dung qua thông số kỹ thuật. Bấm vào hướng dẫn mua hàng cũng không được, bấm vào bình luận cũng không được. Mặc định thì chỉ có tab chi tiết này hiện ra nội dung thôi. Vì chỗ này trong phần content, trong tab content chỗ này, chúng ta để cái phần nội dung chi tiết này mặc định là cái tab này được active, do đó là nó sẽ được chọn. Bây giờ chúng ta phải xử lý làm sao khi bấm vào đây nó phải gọi đúng nội dung của phần thông số kỹ thuật. Có nghĩa là chúng ta phải đặt link. Khi chúng ta bấm vào thông số kỹ thuật, nó phải hiện ra nội dung của tab này. Còn khi chúng ta bấm vào tab hướng dẫn mua hàng, nó phải hiện ra nội dung của tab hướng dẫn mua hàng. Còn khi chúng ta bấm vào bình luận, nó phải hiện ra nội dung của tab bình luận này. Do đó là mỗi một tab bây giờ chúng ta phải đặt ID cho nó, để khi chúng ta bấm vào tab nào, chúng ta gọi đúng ID của tab đó. Bây giờ chúng ta sẽ đặt ID cho tab. Ví dụ tab này chúng ta sẽ đặt tên cho nó ID, ví dụ như là tab chi tiết sản phẩm. Còn tab này chúng ta sẽ đặt ID cho nó. ID là chúng ta đặt tên cho nó để chúng ta gọi nó thôi. Ví dụ chúng ta đặt là tab thông số kỹ thuật. Tab này chúng ta đặt ID cho nó, ví dụ là hướng dẫn mua hàng. Tab này chúng ta đặt tên cho nó, ví dụ như là bình luận. Thì sau khi chúng ta đặt ID rồi, bây giờ chúng ta phải gắn link vào. Khi người ta bấm vào chi tiết sản phẩm, chúng ta sẽ liên kết tới phần chi tiết sản phẩm. Do đó chỗ này chúng ta sẽ để là href bằng dấu rào, rồi tới tên ID. Khi chúng ta liên kết trong cùng một trang web, chúng ta phải để có cái dấu thăng phía trước chỗ này. Cái dấu rào này cho biết là chúng ta liên kết trong cùng một trang web. Khi bấm vào nội dung, nó sẽ hiện bên trong cùng một trang web. Còn phần thông số kỹ thuật, khi chúng ta bấm vào tab thông số kỹ thuật, nó sẽ link tới thông số kỹ thuật. Chỗ này sẽ là dấu rào rồi thông số kỹ thuật. Tương tự cho phần hướng dẫn mua hàng, chỗ này chúng ta cũng link tới hướng dẫn mua hàng. Phần bình luận cũng vậy, chỗ này chúng ta link tới phần bình luận. Bây giờ các bạn lưu lại, các bạn chạy lại thử. Bây giờ chúng ta có gắn link rồi, các bạn bấm vào thử xem nó đã link được chưa. Ví dụ chúng ta bấm vào thông số kỹ thuật, bạn thấy là nó vẫn chưa link được. Bấm vào hướng dẫn mua hàng, ở trên đây là bạn thấy là nó có truyền lên được cái tên của cái tab mà chúng ta đã đặt rồi, nhưng nó vẫn không hiện được. Bây giờ bên trong thẻ A này chúng ta phải sử dụng thêm một thuộc tính nữa, đó là data toggle. Bằng tab. Trong link này chúng ta phải để thêm thuộc tính này vào. Các bạn copy thuộc tính này, các bạn bỏ vào bên trong thẻ A. Phần chi tiết sản phẩm này chúng ta cũng có data toggle.
Bây giờ các bạn review lại thử. Khi chúng ta bấm vào thông số kỹ thuật, bạn thấy là nó đã hiện ra thông số kỹ thuật. Chúng ta bấm vào hướng dẫn mua hàng, nó hiện ra hướng dẫn mua hàng. Chúng ta bấm vào bình luận, nó hiện ra bình luận. Nhưng bạn thấy là khi chúng ta bấm thì nó sẽ hiện ra hết. Chúng ta phải xử lý làm sao khi chúng ta bấm vào tab nào thì nó chỉ hiện ra đúng nội dung của tab đó thôi. Còn cái này khi chúng ta bấm vào là bạn thấy là chúng ta bấm vào nó hiện ra, rồi chúng ta bấm vào nữa nó hiện nối tiếp vào nữa. Như vậy là không được. Nội dung cũ nó phải mất đi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý là phần tab content này chúng ta chỉ sử dụng một tab content thôi. Và trong một tab content chúng ta sẽ có 4 cái tab ban. Do đó chỗ này các bạn bỏ bớt những cái tab content này đi. Chúng ta chỉ có một tab content thôi. Nếu chúng ta để 4 tab content, vậy mỗi lần bấm vào kể như là nó hiện lại một tab. Do đó là bạn thấy là nó sẽ nội dung nó sẽ bị trùng lắp nhau. Do đó chỗ này chúng ta định nghĩa ra chúng ta có một deep tab content và nội dung bên trong sẽ là nằm trong một deep với last là tab ban. Chỗ này chúng ta có 4 tab, vậy là chúng ta có 4 cái tab ban chỗ này. Bây giờ các bạn chạy lại thử. Khi chúng ta bấm vào thông số kỹ thuật, bạn thấy là nó chỉ hiện ra nội dung chi tiết của thông số kỹ thuật thôi. Chúng ta bấm vào hướng dẫn mua hàng, nó sẽ hiện ra nội dung của hướng dẫn mua hàng. Khi chúng ta bấm vào bình luận, nó hiện ra các bình luận của khách hàng. Khi chúng ta bấm vào chi tiết sản phẩm, nó sẽ hiện ra nội dung của chi tiết sản phẩm. Thì đó là cách mà chúng ta áp dụng thành phần Navigation Tab dùng để hiện ra các thông tin chi tiết của phần sản phẩm, bao gồm ví dụ như là nội dung chi tiết sản phẩm, nội dung thông số kỹ thuật, hay là hướng dẫn mua hàng, hay là các bình luận về sản phẩm này. Hiện tại thì phần tab của chúng ta khi chúng ta xem trên di động là bạn thấy là nó chưa có đáp ứng được chuẩn ARQD. Trong bài hành kế tiếp chúng ta sẽ thiết kế làm sao cho tab này đáp ứng được chuẩn ARQD khi chúng ta chạy trên điện thoại hay là chạy trên tablet. Còn trong bài này thì các bạn tạm thời các bạn chỉ xử lý tới đây thôi. Chúc các bạn thực hành bài lát này thành công. Chào các bạn.